Thưa quý vị, việc trẻ bắt đầu có một kỳ nghỉ dài sẽ dễ gây ra những xáo trộn về nếp ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Do vậy, cha mẹ nên chủ động lên kế hoạch, phân bố thời gian sinh hoạt hợp lý để các em không bị sa đà vào chơi game, xem TV quá nhiều. Mỗi ngày, các bậc phụ huynh nên linh hoạt lồng ghép các hoạt động như đọc sách, đá bóng, đạp xe để đem lại cho con những ngày nghỉ thú vị và hữu ích. Hoặc nhân dịp hè, các bậc phụ huynh có thể thưởng cho con một chiếc xe đạp mới cũng là một ý hay. Và sau đây sẽ là một vài gợi ý để các bậc phụ huynh lựa chọn xe đạp cho con mình. Con là Nguyễn Ngọc Khánh Hân ạ. Con là Nguyễn Ngọc Khánh Hân ạ. Con đã sử dụng xe đạp tốt tên từ 2 đến 3 năm nay rồi ạ. Xe đã trở thành một vận dụng quen thuộc đối với con trên con đường tới trường. Theo chị Ngọc, kỳ nghỉ hè chính là khoảng thời gian vàng cha mẹ nên tận dụng để trẻ được tiếp cận với các môn thể thao vận động, tăng sức dẻo dai cơ thể. Qua đó trẻ được nâng cao khả năng giao tiếp và được khám phá thiên nhiên xung quanh. Tuy nhiên, việc tìm mua xe cho con lại là một việc không hề dễ khi trên thị trường có quá nhiều thương hiệu với mẫu mã khác nhau. Được một người bạn giới thiệu, hôm nay chị quyết định đến một cửa hàng chuyên cung cấp xe đạp trẻ em trên phố Bà Triệu, Hà Nội. Hôm nay em đến đây muốn mua một chiếc xe đạp nào cho con em để phù hợp với lứa tuổi nên em muốn anh tư vấn cho em một cái xe đạp phù hợp. Hiện tại bây giờ bên em có một số mẫu phù hợp với cả cái lứa tuổi của bé. Điển hình bây giờ là bên em đang có cái mẫu khung nhôm, nó rất là cái trọng lượng nó rất là phù hợp với cả bé đang phát triển. Thứ hai nữa là cái lớp sơn nó rất là bền bởi vì là bé hiếu động, do vậy mà nó có khả năng chịu được các va đập của bé, do vậy mà màu sơn nó sẽ không bị bong tróc. Và mẫu xe dành cho bé gái thì nó đa dạng về màu sắc, cả màu hồng cũng có mà màu tím cũng có. Và bên cạnh đấy là xe dành cho bé nữ thì nó có rất nhiều phụ kiện đi kèm. Hiện tại thương hiệu Totem công ty đã đăng ký bảo hộ bởi Bộ Công an và đã được Bộ Công an cấp một cái tem chống hàng giả. Bên cạnh đấy, chất lượng của xe đạp Totem đã được các thị trường khó tính như Nhật, châu Âu và Mỹ đã chấp nhận. Và em mời chị xem một số mẫu chị đã gặp qua. Xe đạp Totem được nhập khẩu từ tập đoàn Goldenwell. Xe đạp Totem được nhập khẩu đi hơn 100 nước trên thế giới và công ty trách nhiệm hữu hạn Zolo Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền hãng xe này trên toàn quốc. Đây là dòng sản phẩm xe đạp cao cấp với thiết kế đẹp và giá cả cạnh tranh. Tuy thị trường xe đạp trẻ em hiện nay có vô số sản phẩm nội ngoại nhập khác nhau, nhưng khách hàng vẫn ưu tiên lựa chọn xe đạp Totem. Bởi xe có phần khung vững chắc làm từ hợp kim nhôm alloy 6061 cao cấp giúp xe cân bằng. Bộ phận giảm sóc được thiết kế với hai cần làm tăng tính năng giảm sóc, đảm bảo cho xe vận hành êm ái kể cả khi đi qua đoạn đường gồ ghề. Phần vành xe với 28 nan được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn European Union EN, American CPSC và Japan JIS. Lốp xe chống trơn trượt, giảm thiểu mài mòn nhờ chất liệu cao su đặc biệt. Hệ thống phanh tay V-Brakes chống xoay giật cực kỳ an toàn và nhạy bén giúp bé yên tâm khi điều khiển xe. Xe đạp Totem có hình thức bắt mắt với những màu sắc tươi sáng, họa tiết đáng yêu, thể hiện tính thẩm mỹ cao không chỉ trong phần trang trí mà còn thấy rõ ở cả đường nét sắc sảo, tinh tế của các bộ phận xe. Nước sơn đẹp, không độc, chống chảy xước tối đa sẽ giúp trẻ tha hồ hoạt động mà cha mẹ vẫn yên tâm về độ mới của xe. So với các sản phẩm cùng loại thì xe đạp Totem được khách hàng đánh giá là có mức giá hợp lý. Một chiếc xe đạp có giá dao động trung bình từ 1 đến 3 triệu. Đây là mức giá phù hợp cả với thu nhập của cha mẹ thành thị lẫn nông thôn. Ngoài ra, xe đạp Totem là sản phẩm ngoại nhập cao cấp nên sẽ giảm thiểu tối đa những hỏng hóc nhỏ, tránh cho cha mẹ mất thêm tiền sửa chữa như với các sản phẩm giá rẻ khác. Sau khi được trải nghiệm sản phẩm của Totem, mình cảm thấy rất là hài lòng. Thứ nhất là về chất lượng sản phẩm rất là tốt. Thứ hai là về mẫu mã rất là đa dạng và phong phú. Thay vì là ở nhà dán mắt vào những chiếc điện thoại thì bây giờ các con đã có cơ hội để ra công viên đạp xe, rèn luyện sức khỏe cùng với các bạn. Để lựa chọn chiếc xe đạp chất lượng phù hợp với độ tuổi của con, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, nên đến các cơ sở uy tín để chọn mua và cần chú ý tới tem mác, tránh việc mua phải hàng giả, nhái, kém chất lượng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Kinh tế số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.